Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 7, Ban tổ chức tỉnh quỹ tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tháp dự hội nghị có đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh quỹ Nguyễn Trang Được. 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh đã kịp thời tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch hướng dẫn về đại hội đảng các cấp, phối hợp tham mưu, thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình quy định, tiếp tục theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện đề án số 02 của tỉnh ủy, tích cực phối hợp, chủ động tham mưu nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, gắn với chỉ thị 05 của bộ chính trị và các quy định của đảng về nêu cương. Đồng thời tiếp tục sắp xếp kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Bên cạnh kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng đảng cần phải nghiêm túc khắc phục, đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp quỹ về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở một số địa phương còn chủ quan thiếu sâu sắc, chưa nắm chắc tình hình dẫn đến nhân sự đại hội chưa đạt yêu cầu cán bộ chủ chốt một số vị trí cần cơ cấu không trúng cử thiếu quan tâm đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên dẫn đến từ đầu năm đến nay toàn tỉnh chỉ kết nạp được 428 đảng viên đạt 26% chỉ tiêu năm theo đó, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020, ban tổ chức cấp ủy các cấp phải chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ theo kế hoạch số 76 của tỉnh ủy. Đối với đề án 02 cần đánh giá thực chất kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại hạn chế, rút kinh nghiệm từ đó đề xuất lộ trình cách làm phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy cũng lưu ý ban tổ chức cấp quỹ các cấp tiếp tục quan tâm thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.